Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với Tinh Tế và mình là Gia Huy. Đêm hôm qua thì Microsoft đã chính thức ra mắt Windows 11 đến với toàn bộ người dùng. Chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp lên Windows 11 thông qua cái trình là Windows Update. Mình cũng đã cài Windows 11 lên chiếc LG Flow này. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với anh em những thay đổi, những tính năng mới mà Microsoft đã làm với Windows 11 cũng như là đã cải thiện so với lại Windows 10. Và cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên nâng cấp lên Windows 11 ở thời điểm hiện tại hay không? Thì chi tiết mời anh em xem video dưới đây ha. Rồi, về cái cách mà để chúng ta cập nhật lên Windows 11 miễn phí từ Windows 10 á, thì có rất là nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta có thể update qua trình Windows Update nè, chúng ta có thể sử dụng file ISO nè, chúng ta có thể sử dụng cái công cụ Media Creation Tool của Microsoft. Chúng ta có rất là nhiều cách. Anh em có thể đọc lại cái bài viết của anh Duy Luân ở trên Tinh Tế, anh đã hướng dẫn rất là cụ thể về cái cách mà chúng ta nâng cấp lên Windows 11. Thì sau khi update lên Windows 11 thì đây chính là cái giao diện chính của Windows 11. Cái đầu tiên mà chúng ta thấy được ngay từ cái màn hình này đó chính là phần taskbar và những cái icon nó đã được thay đổi. Thực ra là cái icon nằm chính giữa cơ, nhưng mà mình đã quen sử dụng ở cái bên trái rồi, cho nên mình chuyển hết những cái icon trên taskbar về phía bên trái. Và cái taskbar này chúng ta sẽ không thể thay đổi kích thước, ví dụ chúng ta sẽ không thể làm cho nó nhỏ hơn, cũng như là chúng ta sẽ không thể thay đổi những cái góc khác nhau ở trên cái màn hình này, mà chúng ta sẽ cố định ở một chỗ thế này. Thì đây là một cái điểm mình đánh giá đầu tiên, đó là sự cải lùi của Windows 11 so với Windows 10. Ở trên Windows 10 chúng ta có thể để taskbar ở bất cứ vị trí nào mà chúng ta muốn, nhưng mà trên Windows 11 thì chúng ta không làm được điều đó. Nhưng mà cũng may là chúng ta có thể di chuyển những cái hàng icon đây ở bên trái hoặc chính giữa tùy. Tiếp theo, một cái điểm thay đổi lớn nữa của Windows 11 so với Windows 10 đó chính là Start Menu. Thì đây chính là cái Start Menu của Windows 11. Chúng ta đã không còn thấy cái sự hiện diện của những cái ô Lifetime nữa, mà chúng ta sẽ thay vào đó là những cái icon tĩnh. Thì những cái icon này nó có màu sắc hơn và nó đồng bộ với lại cái icon ở trên điện thoại hơn. Tức là Microsoft họ đang phát triển một cái launcher cho Android, đó là Microsoft Launcher, và họ cũng sử dụng những cái icon như thế này để khi mà người dùng chúng ta sử dụng Windows 11 cũng như là điện thoại Android chạy cái Microsoft Launcher thì cái icon nó đồng bộ với nhau hơn. Ngoài việc là chúng ta có thể thấy những cái ứng dụng mà chúng ta đã sử dụng ở đây và những cái file mà Microsoft họ gợi ý ở đây, thì chúng ta có thể truy cập vào tất cả cái ứng dụng mà chúng ta đã cài thông qua cái nút On App đây, và chúng ta thì dễ dàng tìm, hoặc là chúng ta gõ cái tên ứng dụng trên cái khăn search này đó. Hoặc là chúng ta có thể gọi mục tìm kiếm của Windows bằng cách là chúng ta chạm ba ngón tay lên cái checkpad, thì lúc này là khu vực tìm kiếm nó sẽ bung lên và chúng ta dễ dàng tìm kiếm hơn. Rồi, về cái Start Menu này thì với cá nhân mình á, thì mình đánh giá nó có lẽ là Microsoft cần phải làm nhiều hơn với cái Start Menu này. Vì sao như vậy? Cái Start Menu này chúng ta sẽ không thể tùy biến được về giao diện của nó. Ví dụ chúng ta sẽ không thể thêm được những cái widget vào trong này, chúng ta sẽ không thể tùy biến theo cái ý mà mình muốn, chúng ta không thể cá nhân hóa cái Start Menu này được, mà Microsoft cho như thế nào thì chúng ta sẽ xài như vậy. Và cái Start Menu thực tế nó rất có tiềm năng để phát triển đó, và mình nghĩ là Microsoft nên cập nhật thêm về cái việc mà tùy biến giao diện cho cái Start Menu này trong những cái bản cập nhật lần sau. Còn về widget đó, thì Microsoft cho chúng ta một mục riêng đó, và Microsoft cũng gọi nó là widget luôn. Thì trong cái widget này chúng ta có thể thay đổi cũng như là chúng ta có thể thêm những cái widget mà chúng ta mong muốn. Và ở phía dưới cái mục widget thì chúng ta sẽ có một vài những tin tức từ những cái đầu báo hay là từ những trang thông tin mà chúng ta đã lưu qua tài khoản Microsoft, thì chúng ta có thể xem lại ở đây. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể thay đổi cái này thành tiếng Việt một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta cũng có thể thay đổi tùy biến các kích thước của các widget luôn. Thì cái này nó cũng giống như là trên Android vậy, nó cũng không có gì khác biệt lắm. Cá nhân mình thì mình nghĩ là Microsoft họ nên tích hợp cái widget này vào thẳng trong cái Start Menu luôn, thì nó sẽ tiện hơn. Cá nhân mình thì mình thích tất cả nó dồn vào một chỗ và chúng ta có thể dễ dàng theo dõi hơn. Và mình nghĩ rằng là nhiều người dùng cũng sẽ mong muốn cái điều đó giống như mình. Ở phía bên phải này thì chúng ta đã có một cái Action Center mới, nó tách hẳn ra so với lại cái Notification Center trước kia. Đây là một thay đổi nhỏ của Windows 11 so với Windows 10. Và theo cá nhân mình thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái trải nghiệm chung của người dùng. Nhưng mà Microsoft tách ra như vậy thì dù gì nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Thì với cái Action Center mới này, chúng ta sẽ có thể theo dõi cũng như là bật tắt nhanh những cái tùy chọn, ví dụ như là Wi-Fi nè, Bluetooth nè, rồi chế độ máy bay hay là chế độ tiết kiệm pin. Còn cái mục Notification Center thì bây giờ nó đã được tích hợp lịch vào đây, và trên đây là thông báo đó, tách biệt, dễ dàng, đơn giản. Ở trong cái Action Center này có một tính năng mà mình rất là thích, đó là cái tính năng quản lý pin. Thì
cái trình quản lý pin ở trên Windows 11 nó đã khác hoàn toàn so với Windows 10, và mình đánh giá đây là một cái thay đổi lớn và nó sẽ giúp cho người dùng chúng ta dễ dàng trong cái việc quản lý cũng như là theo dõi cái thời lượng sử dụng pin của máy tính chúng ta. Thì đây là cái giao diện chính nè. Thì đầu tiên này sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái biểu đồ nhỏ ở đây. Thì cái biểu đồ nhỏ này nó sẽ hiển thị mức sử dụng pin cũng như là thời điểm mà chúng ta sử dụng, cái lúc nào chúng ta cắm sạc, chúng ta xài được bao nhiêu. Còn phía bên trái này là cái dung lượng pin còn lại và cái thời lượng sử dụng pin ước tính còn lại, hoặc là cái thời lượng mà chúng ta có thể sạc đầy cái máy tính này. Nếu chúng ta bấm vào xem chi tiết đó, thì nó sẽ cho chúng ta xuống cái mục là Battery Usage. Thì ở đây nó sẽ chi tiết hơn. Anh em có thể theo dõi, ví dụ như là trong vòng 24 giờ thì chúng ta sử dụng pin bao nhiêu, hoặc là trong vòng 7 ngày gần nhất thì sử dụng bao nhiêu. Và ở dưới Microsoft cũng cho chúng ta thấy là cái thời gian screen on là bao nhiêu, thời gian screen off là bao nhiêu và thời gian sleep là bao nhiêu. Rất là trực quan, nó dễ hiểu. Trước đây Windows 10 chúng ta không có cái điều đó và chúng ta rất là khó để theo dõi thời lượng sử dụng pin cụ thể của chiếc máy của mình là bao nhiêu. Dưới nữa thì nó sẽ list ra những cái ứng dụng mà chúng ta đã sử dụng và thời gian sử dụng là bao nhiêu, nó chạy ngầm bao nhiêu phần trăm, nó sử dụng bao nhiêu phần trăm và nó on screen bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng lập ra một cái danh sách những cái ứng dụng nào mà chúng ta cảm thấy rằng nó đang tiêu tốn nhiều tài nguyên của chúng ta, đang tiêu tốn nhiều pin của chúng ta, thì chúng ta phải tắt nó đi. Thì đây là cái mục mà mình đánh giá cao ở trên Windows 11. Rồi thì sẵn tiện của mình cũng giới thiệu với anh em luôn về cái ứng dụng setting mới ở trên Windows 11. Thì là cái ứng dụng setting mới nè, nó sẽ thay đổi hoàn toàn so với lại Windows 10 trước đây. Và bây giờ thì nó đã trực quan hơn, nó đã nhiều cái icon hơn, nó nhiều cái biểu tượng hơn so với lại Windows 10 trước đây thì chỉ toàn là chữ thôi. Và nó có màu sắc. Đó, những cái mục chính thì sẽ liệt kê bên trái, còn những cái mục con nó sẽ liệt kê phía bên phải. Ở trong setting này á, thì mình cũng đã giới thiệu với anh em ở video trước đó rồi. Thì có một cái thay đổi ở Windows 11, cái setting mới này á, mà mình tìm ra đó chính là phần sử dụng cái bàn phím ảo. Thì anh em sẽ thấy là nếu như mà anh em sử dụng máy tính bảng Windows hay là anh em sử dụng những chiếc laptop mà nó có thể gập được mà màn hình cảm ứng như vậy nè, thì cái bàn phím ảo bây giờ nó sẽ được tùy biến nhiều hơn. Chúng ta đã có nhiều những cái theme hơn và nhiều những cái layout hơn chúng ta có thể lựa chọn. Và mình nghĩ rằng là anh em sử dụng máy tính bảng Windows sẽ rất là thích cái chuyện này. Nó sẽ giúp cho chúng ta cá nhân hóa hơn trong cái quá trình mà chúng ta trải nghiệm máy. Đây cũng là một cái thay đổi nhỏ thôi, nhưng mà ở trên Windows 10 chúng ta không có cái điều đó. Còn bây giờ Windows 11 thì chúng ta đã có. Nhìn chung về giao diện thì anh em thấy rằng là nó đã bo tròn hơn, nó đã nổi khối hơn, và một phần nào đó là nó hiện đại hơn so với lại Windows 10. Windows 10 trước đây bị đánh giá rằng là nó rất là khô cứng, nó rất là cứng nhắc, bởi vì những biểu tượng, những cái icon ở trên Windows 10 nó là hình vuông, nó có cái cạnh rất là sắc, rất là nhọn. Còn với Windows 11 thì nó đã mềm mại hơn, nó đã bo tròn hơn. Và cái điều này nó đem lại cho chúng ta một trải nghiệm sử dụng khác, giống như là một cái cảm hứng á, giúp cho chúng ta nhìn vào cái giao diện này, chúng ta muốn sử dụng nó nhiều hơn, chúng ta muốn làm việc với nó hơn so với lại Windows 10 trước kia. Cái điều này thì macOS họ đã làm rất là tốt, Apple đã tối ưu từ phần cứng đến phần mềm luôn, cho nên là nhìn vào cái chiếc máy thì chúng ta có cảm hứng làm việc. Còn với Windows 11 này thì bây giờ Microsoft bắt đầu mới chú ý nhiều hơn đến cái giao diện, đến cái thiết kế. Thì mặc dù là hơi muộn nhưng mà có còn hơn không. Và ở trên cái giao diện của Windows 11 này thì chúng ta đã được tích hợp một cái tính năng gọi là tính năng Snap. Thì đã thực chất đó là tính năng chia cửa sổ. Thì Windows mà, hệ điều hành Windows thì chúng ta có thể làm việc đa nhiệm, đa cửa sổ. Và Microsoft cho chúng ta rất là nhiều những tùy chọn chia cửa sổ ở đây. Ví dụ chúng ta có thể chia đôi này, hoặc là chúng ta có thể chia 2/3, 1/3, và chúng ta có thể chia ra 4 cửa sổ hoặc là 3 cửa sổ, tùy vào cái nhu cầu chúng ta mong muốn. Trước đây á, để sử dụng cái tính năng này á, thì người dùng sẽ cài một cái phần mềm gọi là PowerToys. Thì trong PowerToys nó có một công cụ để giúp chúng ta có thể chia cửa sổ thế này. Còn với Windows 11 thì Microsoft đã tích hợp luôn vào giao diện chính trên thanh mà chúng ta có thể phóng to hoặc là thu nhỏ cái giao diện cửa sổ đó, thì tính năng Snap nó được tích hợp vào đây. Đó, rất là tiện. Rồi một cái thay đổi tiếp theo ở trên Windows 11 so với Windows 10 đó là cái ứng dụng File Explorer. Về cơ bản á, thì bố cục cái layout của nó không có nhiều sự thay đổi, nhưng mà ví dụ như anh em thấy ở trên đây nè, cái thanh công cụ á, mà Microsoft ngày xưa chúng ta hay gọi là cái thanh ribbon á, thì bây giờ nó đã được loại bỏ hoàn toàn và bây giờ nó chỉ còn những tính năng cần thiết nhất để chúng ta sử dụng cái File Explorer. Ví dụ như là chúng ta có thể sort, chọn lọc nè, chúng ta có thể xem nè, chúng ta có thể đặt tên lại nè, copy, paste, cắt gì đó, hay là xóa. Nó rất là đơn giản, nó rất là trực quan.
Đó, ví dụ như anh em chọn một cái file đó, xong rồi chúng ta có thể lựa chọn một cái option ở trên đây. Và cái tiếp theo là context menu, hay là chúng ta gọi cách đơn giản đó là cái menu chuột phải. Thì bây giờ cái menu chuột phải nó cũng đã được thiết kế lại hoàn toàn, nó không còn là cái menu rất là dài như là ngày trước nữa. Nhưng mà một vài anh em thì lại quen cái cách sử dụng cái menu chuột phải trên Windows 10, cho nên là khi mà lên Windows 11 chúng ta sẽ bị bỡ ngỡ và chúng ta sẽ phải học lại cái cách sử dụng. Ví dụ như là trên Windows 10 chúng ta có thể bấm chuột phải vào và chúng ta có thể sử dụng những cái tính năng của các phần mềm bên thứ ba. Ví dụ như là chúng ta giải nén cái file đó bằng Win ra, rồi chúng ta mở cái file đó bằng ứng dụng bên thứ ba nào đó. Còn với Windows 11 thì nó không còn cái đó nữa, và chúng ta sẽ phải bấm vào cái nút Show More Option để chúng ta có thể ra cái giao diện context menu cũ. Tất nhiên là có một cách để chúng ta có thể đưa giao diện context menu Windows 10 lên Windows 11 mà không cần nhiều thao tác rườm rà như vậy. Thì mình đã có một vài viết chia sẻ với anh em trên kinh tế, anh em nhớ đọc nhé. Và có một cái điểm thay đổi nhỏ nữa trong cái quá trình mà mình sử dụng á, thì anh em để ý rằng là đây, ví dụ mình vô cái mục picture đây, thì bây giờ những cái folder nó sẽ không còn cái hình ảnh preview nữa, mà nó sẽ chỉ còn những cái folder như vậy thôi. Chúng ta sẽ không thể xem trước được là bên trong cái folder nó có gì. Thì cái cách làm này á, nó giúp cho file explorer chúng ta hiện đại hơn, trông nó phẳng hơn, phần nào đó là nó đẹp hơn. Nhưng mà nó cũng có một phần bất tiện nếu như mà anh em đã quen sử dụng Windows 10 bằng cái cách là chúng ta xem trước cái preview ở trên đây á, thì bây giờ không còn nữa. Tiếp theo là một sự thay đổi mà mình nghĩ rằng là những anh em mà hay sử dụng cảm ứng ở trên Windows 11 sẽ thích hơn rất là nhiều, đó chính là việc Microsoft họ đã tối ưu hơn cho cái việc cảm ứng trên Windows 11. Trước đây với Windows 10 để cảm ứng, chúng ta sử dụng ngón tay chúng ta cảm ứng ra màn hình thì nó sẽ rất là khó. Bởi vì những cái chữ, những cái icon, những cái biểu tượng nó rất là nhỏ, chúng ta không thể nào dùng tay chúng ta chọn một cách dễ dàng được. Nhưng mà với Windows 11 thì cái điều đó dường như đã được Microsoft cải thiện hơn. Ví dụ như là ở Action Center này, anh em thấy những cái nút nó đã được làm to hơn, những cái thanh trượt ở đây nó cũng đã được làm to hơn, giúp cho người dùng có thể dùng tay chúng ta điều chỉnh mức dung lượng, mức âm lượng chẳng hạn, hoặc là chúng ta điều chỉnh những cái nút ở trên đây một cách dễ dàng hơn, nó trực quan hơn, hay là File Explorer chẳng hạn đó. Thì bây giờ những cái menu chính ở trên đây, những cái cách đó, những cái menu, những context menu nó trổ ra thì chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn bằng tay hơn. Trước đây với Windows 10 mà để chọt chọt ở trên đây nó rất là khó, và dường như chúng ta không thể nào mà chúng ta làm được, chỉ còn cách là chúng ta sử dụng chuột thôi. Hay là ví dụ những cái phần widget nè, anh em sẽ thấy đó, nó đã tối ưu hơn cho việc cảm ứng, tất cả mọi thứ nó đều có vẻ như to ra, và những cái nút, những cái phím ở trên đây nó cũng được làm tương đối lớn hơn, và nó sẽ phù hợp cho cái việc chúng ta sử dụng ngón tay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể gọi widget bằng cách là chúng ta vuốt từ bên trái màn hình qua, chúng ta có thể gọi widget ra rất là dễ dàng. Thì tương lai có thể họ sẽ cải thiện thêm, nhưng mà trước mắt thì mình thấy rằng là về cái việc mà trải nghiệm á, về cái việc chạm á, xúc giác hàng ngày khi mà sử dụng cái màn hình cảm ứng á, thì nó đã tốt hơn, cái sự giao tiếp nó đã có gì đó nó mượt mà hơn rồi. Thì đây là một cái điểm đáng khen của Microsoft đối với Windows 11. Và đó là những gì mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt thường, chúng ta có thể thao tác được trên nó đối với Windows 11. Và còn có những cái thay đổi khác nữa của Windows 11 mà chúng ta không thấy bằng mắt thường, hoặc là chúng ta chưa được trải nghiệm nó. Thì cái đầu tiên đó chính là việc là Microsoft họ đã nói rằng họ đã tối ưu Windows 11 tốt hơn Windows 10. Tức là sao? Tức là bây giờ Windows 11 sẽ sử dụng cái tài nguyên laptop hay là sử dụng cái tài nguyên máy tính của anh em một cách hiệu quả hơn, bằng cái cách là Microsoft họ tích hợp AI vào trong đó, và họ sẽ biết được là cái ứng dụng nào mà chúng ta hay sử dụng, hay là cái ứng dụng nào đang chạy ngầm, để từ đó Windows 11 họ sẽ phân bổ cái tài nguyên hợp lý cho cái ứng dụng mà chúng ta sử dụng. Hay là nói một cách dễ hiểu nữa, ví dụ như là chúng ta sử dụng Lightroom chẳng hạn đi, thì máy sẽ nhận biết rằng chúng ta đang sử dụng Lightroom và chúng ta đang cần nhiều tài nguyên hơn cho Lightroom. Thì những cái ứng dụng mà đang chạy ngầm hay là những ứng dụng không cần thiết thì Microsoft và Windows 11 sẽ tạm thời ngưng nó lại để dành cái phần tài nguyên, phần cứng đó cho cái ứng dụng Lightroom mà chúng ta đang sử dụng. Chúng ta cần cái hiệu năng để chúng ta chỉnh sửa hình ảnh, hoặc là chúng ta cần cái hiệu năng để chúng ta chơi game. Thì đó là cái thay đổi ở trong nền hệ điều hành mà Microsoft đã làm với Windows 11. Một tính năng nữa mà mình cũng rất là mong chờ khi mà Microsoft giới thiệu Windows 11, đó chính là cái việc là chúng ta chạy ứng dụng Android ở trên Windows 11. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại, ở cái phiên bản dev mà mình đang sử dụng đây, cũng như là phiên bản Windows 11 chính thức ra mắt á, đến toàn bộ người dùng á, thì tính năng đó vẫn chưa sử dụng được. Thì mình cũng chưa biết là cái nguyên nhân vì sao. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà Microsoft chậm trễ trong cái việc đưa cái tính năng đó đến với người dùng á, thì mình cảm thấy rất là tiếc. Sẽ có nhiều anh em cho rằng là
cái việc sử dụng Android trên Windows 11 nó không cần thiết. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình nghĩ đó là một cái sự bổ sung đáng giá. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng những cái ứng dụng ngân hàng, hay là chúng ta sử dụng những cái ứng dụng thanh toán điện tử ở trên laptop mà chúng ta không cần phải mở điện thoại ra, chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Tổng quát lại, với Windows 11 thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên nâng cấp ở thời điểm hiện tại hay không? Với cá nhân mình trước đi ha, mình muốn có một cái trải nghiệm mới, mình muốn có một cái gì đó thay đổi so với Windows 10 đã tồn tại 5-6 năm nay rồi, thì với cá nhân mình sẽ nâng cấp lên Windows 11. Và tất nhiên là ở cái phiên bản đầu tiên này chúng ta vẫn không thể nào tránh khỏi được những cái lỗi. Và nếu như mà những anh em nào có thể vượt qua được hai cái đó giống như mình, tức là muốn trải nghiệm cái gì đó mới và chấp nhận một số lỗi tồn tại, thì anh em nên nâng cấp lên Windows 11. Và khi mà anh em đã nâng cấp lên Windows 11 rồi thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm khác hoàn toàn, và anh em sẽ yêu Windows 11 ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, bởi vì cái giao diện của nó rất khác và cái cách mà chúng ta tương tác với máy tính ở Windows 11 nó cũng khác so với lại trước đây chúng ta sử dụng Windows 10. Còn nếu như mà anh em đang cần một cái sự ổn định, anh em không muốn thay đổi, hay là cái công việc của anh em không có muốn mạo hiểm đó, để nâng cấp, thì hiện tại thì vẫn chưa nên nâng cấp lên Windows 11, mà chúng ta hãy đợi thêm một vài cái bản update sau nữa để Microsoft khắc phục dần dần những cái lỗi, hoặc là những cái phần mềm mà anh em đang sử dụng trên Windows 10 á, nó tương thích với Windows 11 rồi, thì lúc đó chúng ta hãy lên. Thì ở đây mình có hai trường hợp đặt ra là như vậy. Và anh em nghĩ sao về Windows 11? Anh em thích nó hay không? Hay là anh em còn muốn cái sự thay đổi gì mà Microsoft nên làm với Windows 11 nữa, thì anh em hãy để lại comment ở phía bên dưới. Và nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Mình là Gia Huy đến từ mạng xã hội tinh tế.vn. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.